Chào đón quý vị và các bạn đến với bản tin trên kênh Thời sự nhanh. Trong vòng 24 giờ qua, quý vị quan tâm nhất đến thông tin nào? Hãy cập nhật với chúng tôi trong phần điểm tin chính ngay sau đây. Chạy chức nguy hại hơn tham nhũng. Quý vị thân mến, nâng đỡ không trong sáng là cụm từ được sử dụng lần đầu tiên trong kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về các sai phạm liên quan đến vụ thăng tiến thần tốc của bà Trần Vũ Quỳnh Anh, dư luận thường gọi là hot girl xứ Thanh ở Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2020. Thế nhưng trong thực tế, vấn nạn này đã có từ lâu. Theo đó, nâng đỡ không trong sáng được hiểu là cố tình tuyển dụng, cất nhắc những người không xứng đáng một cách mờ ám, không đúng theo quy định. Gắn với việc chạy chức, chạy việc, ưu ái bổ nhiệm người thân, có thể nói đây là mối nguy lớn đối với đất nước và xã hội, bởi nó chính là nguồn gốc, nguyên nhân đẻ ra tham nhũng tiêu cực, làm suy yếu tổ chức, khiến quyền chúng và cán bộ, đảng viên bức xúc, chán nản, mất niềm tin, không đủ tiêu chuẩn vẫn thăng tiến thần tốc. Thời gian vừa qua, trong các cơ quan đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp nước ta đã xảy ra không ít trường hợp kiểu nâng đỡ không trong sáng, như tuyển dụng công chức, viên chức và bổ nhiệm cán bộ thần tốc, không đủ tiêu chuẩn, thậm chí cố tình không thực hiện đúng quy trình công tác nhân sự. Điển hình là một số vụ việc khiến dư luận rất bất bình. Bà Trần Vũ Quỳnh Anh được bổ nhiệm thần tốc làm trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản, đề nghị quy hoạch chức danh phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa. Ông Trịnh Xuân Thanh, dù có nhiều sai phạm nghiêm trọng, đang bị kiểm tra, xem xét và đã bị cho thôi các chức vụ về đảng, chính quyền tại Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC, nhưng vẫn được cất nhắc nhanh chóng qua nhiều chức vụ, lên đến Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Ông Vũ Minh Hoàng, 26 tuổi, đã được bổ nhiệm không đúng quy định, làm Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế thuộc Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, nay cơ quan này đã giải thể. Ông Lê Phước Hoài Bảo là con của ông Lê Phước Thanh, Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020. Mặc dù chưa đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn thần tốc giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này. Bên cạnh đó vẫn còn không ít cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, nhà nước có hiện tượng cả họ làm quan, gia đình chỉ ưu tiên bổ nhiệm cánh hậu khiến dư luận bức xúc. Nhiều vụ việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức không đúng quy định đã được các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý. Thế nhưng tình trạng này nâng đỡ không trong sáng vẫn còn nhức nhối ở nhiều nơi, nhất là tại cấp cơ sở. Vừa qua, thông qua đơn, thư tố cáo và báo chí tiếp tục phát hiện hàng loạt vụ việc như lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Nông bổ nhiệm kế toán trưởng tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông và tuyển dụng 11 trường hợp không đúng quy định năm 2019. Trong đó, bà Nguyễn Thị Thanh Hương là Giám đốc Sở Y tế đã ký quyết định tuyển dụng con mình khi không đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Sau khi tuyển dụng được 3 ngày vào Trung tâm Y tế huyện Đắk Rơ Lấp, lại tiếp tục ban hành quyết định chuyển công tác. Giữa tháng 6 vừa rồi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa đã ký quyết định thu hồi 2 quyết định bổ nhiệm Phó trưởng phòng và trưởng phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Bỉm Sơn đối với ông Tống Văn Thọ, người trước đó được bổ nhiệm thần tốc khi không bảo đảm các quy định về công tác cán bộ. Mới đây nhất, sau khi có đơn tố cáo, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo dừng quy trình tái cử Ban chấp hành Đảng bộ và giới thiệu bầu chức danh lãnh đạo phường Lê Hồng Phong đối với 2 vị cựu lãnh đạo phường này từng bị kỷ luật cách chức năm 2018 do trục lợi chính sách an sinh xã hội của nhà nước. Thử vào Google tìm kiếm cụm từ bổ nhiệm thần tốc, chúng tôi thấy hiện lên gần 9 triệu kết quả, nâng đỡ không trong sáng, gần 20 triệu kết quả, tuyển dụng không đúng quy định, lên tới gần 200 triệu kết quả. Chạy chức là hơn 100 triệu kết quả. Qua đó phần nào cho thấy vấn nạn này rất nóng, dư luận rất quan tâm, vô cùng nguy hại. Nâng đỡ không trong sáng là cách nói có vẻ trừu tượng, nhẹ nhàng, nhưng bản chất là tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ thiếu khách quan, vi phạm các quy định của pháp luật. Ngoài việc ưu ái, thiên vị tình cảm cá nhân như người trong gia đình, dòng họ, quê hương, quan hệ bạn hữu, thì nhiều khi là sự thỏa thuận tôi giúp người của anh giúp người của tôi, cũng không ít trường hợp là chạy bằng tiền bạc, vật chất kiểu mua bán. Vì thế lâu nay cũng không ít trường hợp là chạy bằng tiền bạc, vật chất kiểu mua bán. Vì thế lâu nay trong dân gian đã lưu truyền câu vẻ, nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, tư trí tuệ. Thậm chí để hợp lý hóa việc nâng đỡ không trong sáng khi đã nhận tiền của đối tượng chạy, có những cán bộ còn nói dối với ban lãnh đạo và nhân viên trong cơ quan rằng trường hợp này là cấp trên nhờ giúp đỡ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của cán bộ cấp trên. Hệ lụy của vấn nạn chạy chức, chạy việc, bổ nhiệm nhầm cán bộ, suy cho cùng còn nguy hại hơn cả vấn nạn tham nhũng, vì đây chính là nguồn gốc, nguyên nhân đẻ ra tham nhũng tiêu cực, làm suy yếu tổ chức, khiến quần chúng và cán bộ, đảng viên bức xúc, chán nản, mất niềm tin. Lẽ đương nhiên, khi ai đó đã đầu tư để chạy thì sẽ phải nghĩ cách thu hồi vốn. Với thu nhập chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức,
lương phụ cấp như hiện nay, những người đã mất hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng để chạy thì rất khó có thể làm việc một cách vô tư trong sáng, thực sự là công bộc, không tham nhũng tiêu cực. Thực tế cho thấy càng ở những nơi, những công việc màu mỡ dễ kiếm tiền, phải đầu tư lớn để chạy vào thì ở đó càng hay xảy ra tham nhũng tiêu cực. Và thật vô cùng nguy hiểm khi đối tượng chạy chức lại được giữ cương vị lãnh đạo hoặc làm công tác tổ chức cán bộ. Khi đó họ sẽ lại ưu ái sử dụng những nhân viên cấp dưới và người xin việc biết dùng phong bì đi cửa sau để thu hồi vốn và còn có tiền chạy tiếp. Còn cái vòng chạy trò thì cứ thế nảy nở xoay tròn, người thực sự có tâm, có tài lại không được trọng dụng. Khi trong tập thể có nhiều đối tượng chạy thì việc chạy xấu dễ được a dua, hùa theo, người tốt thường bị cô lập, loại trừ. Có những người vốn trong sáng và thực sự xứng đáng, nhưng ở hoàn cảnh mình không chạy thì người khác chạy mất. Họ cũng đành nhắm mắt đưa chân, thậm chí còn bị người thân, gia đình thúc ép phải chạy hoặc chạy bộ. Lệ chạy vì thế có nguy cơ trở thành phong trào vô cùng nguy hại. Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội khóa 14 đã bày tỏ lo ngại về việc cất nhắc cán bộ kiểu hậu duệ, đồ đệ, tiền tệ. Các cụ ta thường nói, ngưu tẩm ngưu, mã tẩm mã. Một người trọng tiền, chiếm đoạt quyền lực để ban phát đổi trác thì đương nhiên người kế tiếp cũng sẽ như vậy. Sự nguy hại của việc chạy chức, chạy việc, bổ nhiệm cán bộ sai còn ở chỗ, cán bộ nào thì phong trào ấy. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc mà lại không xứng đáng, thậm chí tham nhũng, tiêu cực thì tổ chức không thể trong sạch, vững mạnh. Những cán bộ nhân viên tốt thấy việc tuyển dụng bổ nhiệm không trong sáng sẽ sinh ra chán nản, thậm chí bất mãn, thành tự diễn biến, tự chuyển hóa, khiến nội bộ mất đoàn kết, tổ chức ngày càng suy yếu thêm. Tư tưởng chạy cũng sẽ thủ tiêu ý chí, động lực phấn đấu của rất nhiều người. Và nguy hiểm nhất là vấn nạn này gây mất niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân vào từng cấp ủy, chính quyền cơ sở nói riêng và đảng, nhà nước nói chung. Đây cũng là nguyên cớ để kẻ xấu lợi dụng thổi phồng, chống phá, đe dọa tới tính chính danh của đảng và sự sống còn của chế độ, kìm hãm sự phát triển của đất nước. Cần làm gì để ngăn chặn, đẩy lùi được vấn nạn chạy chức, chạy việc, bổ nhiệm nhầm cán bộ, nâng đỡ không trong sáng là mối quan tâm lớn của toàn đảng, toàn dân. Bộ Công an đang điều tra việc mua sắm thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Kính thưa quý vị, Bộ Công an đang điều tra vụ mua sắm vật tư phòng chống dịch, kit xét nghiệm liên quan tới công ty Việt Á của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Thông tin trên được ông Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cung cấp tại họp báo về tình hình kinh tế xã hội tháng 5 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương vào chiều ngày 1 tháng 6. Theo ông Chín, ngoài việc các cơ quan thanh tra và cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Bình Dương đang tiến hành làm rõ những vấn đề mua sắm vật tư, phòng chống dịch, kit test liên quan tới Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Công ty Việt Á của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cũng đã vào cuộc điều tra. Ông Chín thông tin, bước đầu Sở Y tế đã photocopy toàn bộ tài liệu vụ việc gửi cho các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an. Trước đó tháng 12-2021, ông Văn Quang Tân, nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, nghỉ hưu từ ngày 2/3/2022, đã ký nhiều quyết định chỉ định cho Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Hoàn Châu trúng gói thầu mua sắm thiết bị cấp cứu và thiết bị theo dõi bệnh nhân trị giá gần 21 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách được 0 đồng. Ngoài ra doanh nghiệp này, ngày 6/12/2021, ông Tân cũng ký quyết định chỉ định cho Công ty Việt Á trúng thầu mua kit test COVID-19, các gói thầu có tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng. Như báo chí đã đưa tin, ngày 31/12/2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông Nguyễn Thành Danh, Giám đốc CDC Bình Dương, ông Trần Thanh Phong, Phó Phòng Tài chính Kế toán CDC Bình Dương, bà Lê Thị Hồng Xuyên, nguyên phụ trách phòng thí nghiệm CDC Bình Dương, ông Tiêu Quốc Cường, Kế toán trưởng, Phó Phòng Tài chính Sở Y tế Bình Dương vì liên quan đến vụ nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á. Ông Nguyễn Thành Danh đã có ít nhất 4 quyết định phê duyệt Công ty Việt Á. Chúng chỉ định các gói thầu, gói mua bán vật tư y tế lên tới trên 40 tỷ đồng, cung cấp 72.000 kit xét nghiệm COVID-19 do chính Công ty Việt Á sản xuất và 10.000 kit của Mỹ sản xuất. Ông Nguyễn Thành Danh cũng là người đã tham mưu nhiều gói mua sắm vật tư trong lúc cấp bách phòng dịch để Sở Y tế Bình Dương trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt. Vì sao Bộ Giáo dục không thể bỏ chia hạng, chứng chỉ, chức danh nghề nghiệp giáo viên? Kính thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung chùm thông tư 01-04-2021 về bổ nhiệm, xếp lương giáo viên công lập cả nước. Theo người viết,
dự thảo cơ bản xóa được những bất cập, bất công của chùm thông tư 01/04/2021 được ban hành trước đó. Nhiều giáo viên cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo về dự thảo thông tư này. Tuy nhiên, hai vấn đề mà giáo viên quan tâm và bức xúc nhất chính là chứng chỉ chức danh nghề nghiệp và chi hạng giáo viên vẫn tồn tại trong dự thảo sửa đổi, bổ sung chùm thông tư trên. Thực tế, nhiều giáo viên băn khoăn tại sao Bộ Giáo dục và Đào tạo không bỏ luôn việc chia hạng, bỏ yêu cầu các chứng chỉ chức danh nghề nghiệp, căn cứ đánh giá và trả lương theo năng lực làm việc của thầy cô. Trong bài viết, người viết xin trung lập vào vấn đề vì sao ban hành dự thảo sửa đổi, bổ sung chùm thông tư 01/04 vẫn không thể bỏ chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hay chia hạng giáo viên gây bức xúc trong thời gian qua. Vì sao dự thảo vẫn giữ chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên? Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên là điều rất bất cập, bất hợp lý, đã được phản ánh trong rất nhiều bài viết trên tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam. Đa số ý kiến giáo viên đều mong muốn bỏ chứng chỉ chức danh nghề nghiệp vô bổ, giấy phép con này. Tại dự thảo sửa đổi, bổ sung chùm thông tư 01/04 đối với giáo viên ở cấp mầm non, phổ thông vẫn yêu cầu giáo viên ở hạng 3 phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Trước đây mỗi hạng phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo khi ban hành dự thảo thông tư mới không thể bỏ chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên vì tại khoản 3 điều 18, Nghị định 89/2021 NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017 NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức yêu cầu. Viên chức phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, viên chức chuyên ngành trước khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. Không riêng gì giáo viên, tất cả chức muốn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp bắt buộc phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp. Cao hơn nữa, văn bản hợp nhất số 26/VBHN/VPQH hợp nhất luật viên chức 2010 và luật số 52/2019 QH14 ngày 25 tháng 11/2019 của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều luật của luật cán bộ, công chức và luật viên chức tại điều 33 có quy định hình thức đào tạo bồi dưỡng viên chức gồm bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện theo đúng quy định của luật viên chức, Nghị định 89/2021 của Chính phủ về những chứng chỉ chức danh nghề nghiệp. Tuy nhiên, việc giảm từ 3 đến 4 chứng chỉ chức danh nghề nghiệp xuống còn 1 chứng chỉ. Bên cạnh đó, chùm thông tư 01/04 đã bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học là sự cố gắng rất lớn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh đó, những quy định trong thông tư sửa đổi, bổ sung chùm thông tư 01/04 cũng được đơn giản hóa. Tại khoản 2, 3, điều 5, điều khoản thi hành của luật dự thảo nêu rõ, trích lược, giáo viên được dùng một trong các chứng chỉ hạng 1, hạng 2, hạng 3 trước đây, tương đương với các chứng chỉ, chức danh hiện hành. Giáo viên mới tuyển dụng phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp trong thời gian tập sự, nếu thuộc diện không tập sự thì bổ sung trong vòng 1 năm. Giáo viên hiện nay chưa có chứng chỉ phải bổ sung trong vòng 3 năm kể từ ngày thông tư này có hiệu lực. Dự thảo mới tuy vẫn còn quy định chứng chỉ chức danh nghề nghiệp nhưng cũng giảm được áp lực lớn lên giáo viên và phù hợp với quy định hiện hành.